ta sửa đổi gọi là câu, chứ không phải câu bằng hình thức, không phải chấp tướng. Ai chấp tướng? Những cái thế hệ sau con người sống rất là văn minh. Trong tương lai chúng ta là sống chung với những người có thể là dưới bô nè, chúng ta có cái đời sống nó không có giống gì, là ai cũng khá giả, ai cũng có cái tánh tốt hết. Những nguyên thủ quốc gia được gia chọn là những nguyên thủ mà là hiền không, mà đi chí dũng thôi, không phải như nguyên thủ bây giờ là tham tiền là chết nhát, hèn yếu, mấy thằng ác là mấy thằng hèn nhất luôn đấy. Con coi mấy thằng Tập Trung Bình sắp sửa dân nó giết nó, lôi đầu nó xuống, nó sẽ chọi trước, giống kiểu Putin vậy đó. Bây giờ đi đâu cũng sợ, giống như chuột đầu. Còn mấy ông đại ca Việt Nam mình á, 5 năm trước mà nghe lời sư phụ á, ở trên lúc đó kêu con đi nói cho họ thượng thiên đi. Đức thầy kêu con ra nói chuyện đi cho họ thượng thiên, để mà khi sau này nước Tàu bị bao vây á, thì dồn gọi là cái gì, gọi là dồn phước vô nước Việt, tức là dồn tài sản vô á. Mà 5 năm trước mà mấy ông mà nghe lời, có phải nước Việt hôm nay đâu có bị chết đói đâu. Tại lúc đó đó, cơ trời mà ở trên tính là chỉ là giống như biến chất như là đang mặc áo màu vàng phải không, công an mặc áo màu vàng phải không, biến chất được từ thành cái màu trắng trong cảnh sát phải không. Hồi thời đó là mấy gì tính vậy, giống như cái nhà mình thấy còn xài được thì mình sửa, bỏ cột rồi vô không sơn rồi lại, thì dân không có khổ như kiểu hôm nay. Cái 5 năm trời một số vừa luôn lên chửi cho phụ tan nát hết, mỗi lần chửi vô phụ buồn, phụ đưa comment cho trên đọc, thấy mấy gì đọc mấy gì lắc đầu, chúng sanh hôm nay dữ quá thôi. Tới ngày 5 năm rồi, ngài cũng cực khổ với họ rồi, cũng đã hết ý rồi, hết tâm, hết quyết, hết sức, coi như cái gì cũng móc ra hết rồi, phụ không còn gì mà chưa. Thôi thì làm lên nhà mới, tiền thì bắt đầu, trên bắt đầu đi từ bước nha, tiền thành tiền giấy, rồi bắt đầu tới phiên đói nữa, chắc sửa đói. Bắt đầu sắp sửa dân ho, bữa giờ dân chưa ho phải không? Mà dân mà ho một cái thôi là bỏ xe đạn chạy về nhà hết. Cái này sắp sửa tới. Rồi mấy vị còn nói á, có thể đầu cơ cao. Sau này á, trời ơi, ở Việt Nam qua kiếm con nhiều lắm. Kiếm chi? Tự vị biết con nói chúng thì kiếm. Ba tiếng sấm nổ rồi, còn biết cuối cùng Đức Thầy xuất hiện. Thế hồi xưa giờ 5 năm giống như bị điếc, không biết nghe tiếng Việt. Trong khi mình học ở lớp 4 mà mình nói chuyện vậy là đủ hiểu. Giờ mấy con có hiểu được chùa nói không? Hiểu đúng không? Việt Nam nó học giỏi hơn, nó dư sức hiểu. Vậy mà giờ bộ điếc. Thế nên bây giờ dân chấp sữa ho rồi đó. Tiền thành tiền giấy nè, dân chấp sữa ho nè. Rồi Việt Nam qua bao dây sư phụ nè nghe. Không nhận hết. Bắt chính bắt thưởng qua sắp sửa qua kiếm cho bọn nữa nhận ok thiên minh chính thiên nhận được con cũng chơi hết con cũng chơi nhưng mà không được về kỳ này nha, về đợi cho mày đi mấy ngọn gió nữa, một cơn gió thoảng là 100 năm cho đi chừng cơn. Nhẫn nại là làm tỷ phú, làm chính trị, làm tổng bí thư, làm chủ tịch nước, làm tổng thống. Còn thiện á, thì là cái cấp trung bình, nhẫn là hàng thấp, đó chỉ được thành công thôi, thì phải có nhẫn nại mới thành công. Còn thiện thì được người đời rất là kính mến, yêu quý. Rồi cái cuối cùng là phải ngộ nha. Mình đang đóng phim, đang ở bây giờ cái thời đại tận thế, cái thời đại rất là lạ lùng hơn tất cả các thời đại. Ở cái thời đại mà có Phật Thánh Tiên mang sắc phàm sống chung với loài người, xưa giờ 12.000 năm nay chưa có, 10.000 năm nay, mười mấy nghìn năm nay cổng thiên đình chưa bao giờ mở. Cái lần mở đầu tiên là ở lần năm 2014-13 đích thân cho phụ thấy hướng đông bắc,
từ đó tôi mới biết là cha ở hướng đông bắc. Hướng đông bắc là hướng ngay ngón tay nè đó, chỗ chiếc máy bay là hướng đông bắc, hướng này hướng tây phải không, hướng đông phải không, hướng chỗ chiếc máy bay đang bay là hướng bắc, là đông bắc là thiên đình vậy đó. Cho nên mà cứ lại về đó cái là lại về thiên đình, xin cái tên cho con là Phật Thiên để con được kỳ này đậu cái bàn này để dự hội anh tài người Việt nhà Đức. Hội anh tài có nghĩa là kỹ sư, bác sĩ, những người có trí thức, những người có cái lòng yêu quốc gia, yêu dân tộc, yêu giống nòi của mình. Trước khi mình tu thành Phật đó, mình phải yêu cha mẹ mình và yêu quốc gia của mình trước. Còn người nào mà nói không có hai cái đó mà đi bỏ cái áo mà vô chùa tu á, thù nghĩ là khó đạt được cái gì đó, chỉ có đạt được một đống nghiệp thôi. Vô đó lấy tiền của đằng nào anh chụp tội. Mày có sao không? Dạ không ạ. Hả? Dạ không ạ. Không, không sao hả? Dạ không. Dạ con theo dõi sư phụ clip mà từ 2019 tới giờ á. Lúc đó con đi làm á, con được nghỉ ngày ở nhà 15 ngày. Cái con tự nhiên con có duyên con được xem clip. Ở đâu? Dạ con ở thành phố Hồ Chí Minh. Con lên đây á là con phải nói là Sài Gòn. Dạ. Cậu ơi, thành phố mang sắc người nghe ta. Dạ, con ở Sài Gòn. Dạ, con ở Sài Gòn. Con qua đây, con có đứa cháu nhà San Diego. Con Sài Gòn. Dạ, con lên đây bằng xe đầu hoàng. Dạ, rồi con quá giang em Phương lên đây, con được gặp sư phụ. Qua đây tức là được về thiên đàng rồi đó con. Dạ, con cảm nhận con cảm nhận được từ ở Việt Nam luôn á. Thiên đàng có hạ giới chứ không phải thiên đàng của dạ. Thiên đàng nha. Chúng ta con là cốc tiên đó, thuộc nhìn biết ở trển á, cái thiên đàng của chúng ta đó cũng giống như là những cái người giàu có ở đây đó không, còn chúng ta là giống như đàn gà đàn vịt mà mấy chữ thiên trên ngó xuống mình vậy đó. Cho nên mình đừng ấn tưởng là những cái người mà giàu có rồi ở bãi biển rồi ở khách sạn 6 sao 10 sao, thật sự cái đó chỉ là hình thức chứ cái tâm của họ vẫn là bội bồn cào tối ngày và lúc nào cũng u sầu. Thì qua đây được ở đây thì con sắp sửa miền đông dậy sống dạ. Chết dạ con ngày nào con cũng nghe con đừng theo dạ ở đây luôn đi chốt ở lộng con muốn lắm sư phụ con muốn lắm nhưng mà họ chỉ cho con visa du lịch thôi dạ ai cho dạ, dạ thì ở bên phỏng vấn Mỹ họ chấp con visa du lịch thôi là con xin được có 35 ngày ở đây thôi. Ô dễ lắm. Kiếm nào xấu xấu ưng lại. Không, cái nếu mà đường đó là con không theo. Không nào, ok. Dạ, con đã về cho mẹ là con không có dính vô đường đó dạ. Vậy về bển cũng được, nhưng mà về bển là con phải dẫn chùa Chiến Viên là cũng ngồi thiền đọc kinh thôi. Tại vì cái nước mình nó sắp sửa qua một cái chu kỳ cực kỳ là thay đổi. Mà thay đổi cái này là phải có một số người hy sinh. Ít hay nhiều là bữa dù đã khấn rồi là nước Việt sẽ có chết đói dạ. Mà bây giờ mới có đói chưa mà mấy ông giấu tin tức hay thiệt. Và trong những ngày kế tiếp là sẽ mệt nữa. Hôm nay con thấy mệt, ví dụ mình nói 1 tới 10 nha. Là bây giờ sư phụ cho như là còn 5 thì còn ăn uống được. Nhưng mà những cái ngày kế tiếp cứ mỗi một ngày á là nó đi vào chật dạ. Chật lại. Dân sẽ chết đói thiệt á dạ. Khi nào mà dân đói rồi lúc đó dân sẽ ho. Thôi cái là bắt ông á là mấy ông bỏ thẻ đảng mà ông chạy thì lúc đó thì phụ mới về được. Đức thầy sẽ xuất hiện. Chính nước Việt á là chú phụ phải nói gì phụ là con của cha ra không biết rồi mà phụ chưa về là mấy chưa về chưa có xuất hiện trên nước Việt. Mà khi phụ về rồi lúc đó giống như nguyên một cái đại đội của thiên đình á xuất hiện hết, cũng mang sức người nhiều lắm, băng thân người, trong đó có những nhà lỗi lạc của Việt Nam đang chờ phụ về, thấy không? Họ cũng mang thân người, nửa thánh, nửa người nửa thánh rất là đông, thì họ sẽ ra độ đời, sắp sửa tới, gán chờ đi.
giờ sư phụ là người giống như chọn quân và tuyển quân giúp cho đức thầy. Con ơi sư phụ, con sẽ chờ. Con chờ hả? Chờ. Và con nhìn con mặt con biết con, rồi con, mặt này là giàu khủng khiếp. Con ước đưa tay coi, đưa tay phải thẳng lên coi. Đâu ôi ôi giàu khủng khiếp. Đâu đưa lại thằng út xuống lẹo rồi. Hai tay luôn sư phụ, con bàn tay con có nhiều nhiều đường chéo lắm sư phụ. Con có nhiều chỗ em không? Thấy à, có... coi cái này. Dạ. Không phải coi coi có số mệnh không vậy? Dạ. Chạy nước. Đừng có gớt cái điện thoại là ok. Con đứng được không sư phụ? À, con đứng ở đó. Dạ. Coi thử coi. Cái bàn tay này cũng có chữ M ở nghe. Dấu chéo con nhiều lắm á. Cái này cũng có chữ M là cũng có hộ pháp được á. Dạ. Tại vì mấy vị nói là những cái người có chữ M là sau này là dạ. À, chữ M hai có nhiều tiền bị ta dụ. Dạ đó, con bị giờ con bị ta lấy được nhiều tiền. Phải ngồi thiền con bị mất nhiều tiền quá. Dạ. Cậu sao bị dụ dữ vậy? Con bị trai dụ á sư phụ. Bị trai dụ. Sao con dụ trai đi để nó dụ con. Bàn tay này dễ bị dụ lắm. Dạ. Nhưng mà bây giờ con theo cha mẹ rồi, không ai dụ được con. Ơi, theo họ thiên đi. Dạ. Không ai dụ được, tại vì mình họ thiên là có mấy vị gia hộ. Dạ. Ây da, có số mệnh hộ pháp. Chữ M á, là hộ pháp. Hộ pháp có nghĩa là khi đức thầy xuất hiện á, là con ra con giúp đức thầy giúp sư phụ. Dạ. Ví dụ như nghĩa là mình đã có cái tâm rồi mà mình giữ một cái chức bự á thì là ở dưới cái triệu người á sẽ được phước của mình phải không? Họ cũng có phước, mình cũng có phước, đó là vậy. Cho nên không phải mà trong kinh nói là không có người có đại phước á, có được dự hội Long Hoa và mới ra phò Minh Chúa gì đó trong mấy cái sấm cơ của thầy nói, không phải là ai cũng làm được đâu. Con có lên plan rồi mà con chưa nói được giờ. Dạ. Sao tướng cái tướng này vừa giàu mà vừa bị dụ? Dạ. Tức là tiền nó vô túi này cái bị trai dụ ra cái kia. Mà hứa trả không trả. Mà hả? Người chỉ có người ruột thịt mình nó mới dụ được mình đó sư phụ. Ở Việt Nam á. Người mà là anh ôm mắt tay cà kế bên mình mới dụ được mình đó sư phụ. Vậy hả? Chứ người lạ không có dụ được con đâu. Này chắc thích mật ong. Dạ nghe đúng rồi, sư phụ nói đúng đó, con thích ngọt lắm. Đây mấy con học bài học nha. Dạ. Nay cũng bị dụ nè. Trên mặt là con dụ mà phải là tưởng mình tục. Con là mặt cũng bị trai dụ. Đẹp gái không mà bị dụ. Ta nhìn nè, Phương nè, bà Nessa đó. Thấy không? Là thằng Thảo nữa, ở đây nó tiên. Toàn là mấy cô tiên bị dụ không? Con mà con bị con ma mặt xấu xí đâu ai dụ được. Tại vì mấy người đẹp đó là hiền, trên trời xuống mà là có cái tâm hiền. Tâm hiền đó là gà xuống đây là gặp yêu tinh quỷ quái. Trời ơi. Nhưng mà con được cha mẹ cứu. Con cảm giác được. Con cảm nhận được điều đó luôn. Giấu thiên tâm rất là mong chìm trong cái thời đại này. Tất cả những gì thần thổ địa hay là thần sông, thần gió, thần kiểu nào không cần biết, rất là đông trong thế giới vô hình, đều ai mà đeo dấu thiên tâm đều được gia hộ. Sài Gòn bây giờ nó buồn rồi, mốt con về bển nó còn buồn tiếp nữa. Cô chỉ con mốt làm giàu nghe, con tôi đừng có mua bán gì trong lúc này. Có tài sản cũng đừng bán, nếu mà trả được tiền lời được thì người trả, còn nếu mà cầm cự được á chừng thêm thủ lý là từ đây tới vài tháng thôi là cái giá nhà cũng có thể là rẻ thúi á, lúc đó nó có vốn mình mua vô. Đến khi mà sư phụ về là mọi chuyện nó thay đổi 180 độ, nó lên khủng khiếp. Ở bên Việt Nam chỉ có cơ hội làm giàu thì nhưng mà mình phải cầm cự nổi.
và chú thấy toàn là những người có tiền mượn nhà băng. Nhà băng nó bự vậy xuống cái mà lấy tiền em mua tùm lum, nhưng mà cuối cùng nó cũng là một cái nguồn vốn. Còn nhà băng nó như cái máy người máy vậy đó, nó chỉ có lấy tiền lợi thôi à. Nó đâu có biết là mình không có tiền hay không, có tiền mình không trả nó lấy nhà của mình. Mà thật sự nó lấy nó bán tháo không bỏ cũng chẳng ai mua luôn, tại vì nó là cơ trời đi là nhị tử. Mấy ổng năm nay không nghe lời sư phụ, người là chống với già đó. Hôm nay là mấy ổng hết chống nổi, mấy ổng có chống kiểu nào nữa. Trung Cộng mà chia 5-7 rồi, Việt Nam xong. Anh Kiệt ơi, anh nói trúng quá, anh về anh làm cho tôi cái tấm nệm cho tôi nhảy lầu xuống. Sư phụ là sanh ra đời là cứu ai không biết không, không phải cứu mấy người hải ngoại này là một phần nhỏ thôi, không phải là mấy ông hát ô lì lợm đây đâu, cứu 4 triệu đảng viên đừng có bị tàn sát lẫn nhau á. Tại vì sức mạnh sư phụ là không có đổ máu, lấy ân báo oán. Đức thầy nói cái nhiệm vụ này rất khó làm, ai cũng sẽ ghét con hết, mà tự vì con có nguyện lực xuống trần để độ chúng sanh thì con phải gắng làm. Cho nên là ở Việt Nam phải gọi sư phụ là ân nhân mới đúng, chứ không có nên lý do gì mà lên trên mạng mà xỉa xói chửi tối ngày. Người Bắc họ hổng lắm, nên nó chửi người ta không có biết. Nhưng mà mai mốt rồi họ sẽ hối hận chửi người cứu mình. Ở Mỹ này những cái người mà lính trước 75 hay là HO ở đây, mấy người giàu có ở đây, họ đâu có, họ không có khổ, cho nên họ chưa có biết được cha với mẹ. Người Việt Nam bây giờ là bắt đầu thấm đòn mới biết. Thì chủ yếu của sư phụ là nước Việt, chủ yếu sư phụ là về cái thủ đô của sư phụ là nước Việt là ở núi Cấm, chứ không phải là núi Thiên Long Sơn. Thầy 10 lần về ngày cũng nói như vậy, chị Thánh Mẫu Lưu Hạnh cũng nói như vậy. Sau này nước Việt nó là chính, không phải em ở đây chỉ ôm con ngọc đội này. Sau này tất cả mọi thứ của ở Thiên Long Giang, Thiên Long Sơn, Thiên Long Thổ, Thiên Long Suối, Thiên Long Niết Bàn, Thiên Long Walnut, Thiên Long gì á, giao lại hết, giao lại cho chung. Không có chung là con heo về. Heo rừng nó vô nó ở đầy con về, nên anh giao lại cho chung con về đâm xe kia con heo chứ mà con không phải bay qua bay về đúng không? Con chú phụ là ở bển á, con ở bển bển con chờ chú phụ. Lỗi chú phụ có nhiều đệ tử lắm, dạ mấy chục triệu á, dạ con biết họ âm thầm, dạ tại vì chú phụ đâu có đếm được đúng không? Dạ, nhưng mà ở trên nói dạ. Mở lần đây chú phụ nói khoảng bao nhiêu vì nó hồi xưa là người Công giáo mà họ không tin, bây giờ Công giáo âm thầm nhiều lắm. Từ cái xưa thì mấy tăng ni rồi cũng không tin, bây giờ mấy vị nói giờ tăng ni mà biết tu giờ là cũng tin rồi, cũng là đệ tử rồi, huống hồ chi là miền Tây nữa. Tất cả những người miền Tây là đa số là hiểu hết rồi, cho nên nếu mà tính ra là cũng cỡ 30 trở lên á, mà họ âm thầm thôi. Tại vì nếu mà ra mặt quá đó thì chính quyền rồi bị người xung quanh đó họ phải nằm dùng á sư phụ, dùng cái tử nằm dùng á hả? Nằm dùng á, chờ sư phụ phất cờ lên cái họ chổi dậy luôn. Sư phụ đâu à, cái này để sư phụ giải thích cho con hiểu. Là sư phụ mục đích là kêu họ cứ ở đâu ở đó, tại vì bây giờ ở với chế độ Việt Nam bây giờ con mà ló đầu lên một người, con cầm chai nước con đi biểu tình giỏi lắm, con đi đường khúc khúc kia ai dám cho con chai nước, nó chụp hình nó bắt người ta luôn sao, tại nó ác mà. Cho nên sư phụ mỗi ngày nói để cho bên Việt Nam người ta download xuống USB, ta coi gì mỗi ngày á, người ta hạ quả xuống chờ rồi bây giờ Biden, rồi bây giờ Mỹ bỏ 1 tỷ để mà làm lãnh sự quán và bỏ bao nhiêu đầu tư vô, thì con nghĩ là cứu nổi cái chế độ không? Tại câu này sư phụ hỏi trên, sư phụ nói cái này á, trước khi ngài có biết, trước khi cái nhà mà nó sập để mà mình xây lên nó một cái lâu đài khổng vững chắc mà lâu bền á, là hôm nay mình phải có cái móng và đồng thời mình có bản vẽ trước, đó là vậy thôi. Chứ cái ngày mà ra đi á,
của các Marx Lenin Bố Liềm sẽ bước sang trang đó, bắt buộc phải đi. No matter what, không cần biết lý do gì. Còn bây giờ Mỹ mà có ngoại giao có làm gì nữa, là cũng là một cái nền móng cho tương lai của con những đứa con hồng lạc và những đứa người gọi là có đại phước à, để mà ở lại cái thời vàng son nước Việt. Sao nước Việt sẽ là trung tâm của thế giới, trung tâm à. Chứ không phải là mình thấy bây giờ nước ở đây ngoại giao cái là mình tưởng là mấy ông, tưởng là mấy ông ngon, phải phải cái thể chế. Chẳng lẽ bây giờ nghe bây giờ mấy vị cầm chân cho eo ọt chết chết sống sống, bắt đầu đục luôn tàu nữa, con tàu ấy sập, hai thằng sập. Con thấy Cuba mấy clip của ông Phong Bụi nó quay ấy, trời ơi, thanh niên đàn ông mà chạy ra xin nó cái bánh ăn, thấy nhục không? Có coi mấy clip á, thấy tội nghiệp mà. Rồi dân thì đói, giày dép khó, còn chiếc cũng đem ra chợ bán chợ trời nữa, chiếc cho người ta mang. Vậy cũng đi mua chiếc này, đi mua chiếc kia về mang. Cái người Cuba vậy đó. Rồi bắt hàng, cái đồ dép cũng có mang nữa, gách te tôi. Chẳng lẽ bây giờ bắt trọng bắt hưởng nói ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi đến xã hội chủ nghĩa, tiến bước đi đến xã hội chủ nghĩa ha. Mấy con nghĩ cái phim này á, mà thằng Phong Bụi này công nhận cho hộ khen nảy giỏi, nó chiếu ra cái là nói là hết tất cả rồi đó. Có ai muốn vậy không? Thời đại mình ở đây mình có điện thoại iPhone 14 nha, 5G nha, cái gì mình cũng FaceTime, mà bên kia cái điện thoại không có. Mà bây giờ cái quốc gia mà mỗi người buổi sáng cầm cái cuốn sổ á, tôi thấy nó cầm cuốn sổ lạnh có miếng bánh mì ở đây, miếng bánh mì con thấy người ta dục cho heo ăn quá trời luôn á. Rồi trên cái làng vậy, con thấy con người sống thiệt á, thua con heo nữa, con heo Mỹ còn sướng. Vậy mà mấy bác nó đi tới xã hội chủ nghĩa, chuyện làm gì có. Ở vậy thiên ma nhiều hước xuống trận nó dụ người ta, mà nó làm cho cái lòng người bây giờ bị dính vô cái đó. Sư phụ nói kiểu nào nữa, một tiếng nói của sư phụ nó nhỏ bé quá không ai hiểu. Họ là người trên trời xuống mà. Thiên đường thật sự là con người sống. Cái nhà cũng không có cần đóng cửa, không có cần cái hòn đảo chút bẻo. Mà hôm nay á, tham mà thành thâm. Thằng tập nó tham, nó thâm. Tự nhiên cái lưỡi của nó vừa ăn thịnh soạn là được rồi không? Nó thòng chi cho dài, rồi bây giờ sẽ bị cắt làm đôi. Cái đó là tham, là thâm đó, không biết không? Thọ lưỡi ra chiên ngu. Cho nên hôm nay không còn cái gì hết, cứ nghe là mất chì lẫn chài luôn. Anh tập mình cái này tự nhiên á, lưỡi là gì dài rồi nó tự mình lưỡi người không muốn đi làm lưỡi bò. Cho nên sẽ bị cắt. Tỷ tỷ hồi xưa có nói rồi, cái bài thơ mà 1938 đó, lưỡi bò sẽ cắt làm đôi mà. Cái đó cũng do chúng sanh tham á. Cái thời vàng kim á là không có mấy cái này nha.